chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Sau hẹn hò địa ngục độc thân trên Netflix nổi tiếng hay tai tiếng. Là chương trình hẹn hò đình đám do Netflix sản xuất, địa ngục độc thân ngày càng chứng minh được sức thu hút của mình và phổ biến trên toàn thế giới. Hội tụ dàn trai xinh gái đẹp không kém cạnh các thần tượng Hàn, chương trình nhanh chóng trở thành đề tài nóng, được bàn tán xôn xao trên các trang mạng xã hội. Song dù đang ở đỉnh cao của sự nổi tiếng, dàn thí sinh địa ngục độc thân bất ngờ phải đối mặt với nhiều chỉ trích liên quan đến các tranh cãi trong quá khứ. Song Jia, cái tên đầu tiên được nhắc đến không ai khác chính là cô nàng thị phi Song Jia, với vóc dáng nóng bỏng, gương mặt xinh đẹp như búp bê cùng với phong cách thời trang ấn tượng, Song Jia nổi lên như diều gặp gió vào những ngày đầu tham gia chương trình. Tuy nhiên, sau khi mùa đầu tiên của địa ngục độc thân kết thúc, nữ YouTuber đã bị chỉ trích dữ dội vì dính vào cáo buộc sử dụng hàng nhái, hàng giả. Nhiều người cho rằng việc dùng hàng đạo nhái không phải là vấn đề quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, với tư cách là một người có sức ảnh hưởng lớn cùng hình tượng sang chảnh, Song Jia đã tự hủy hoại sự nghiệp của chính mình. Không chỉ vậy, khán giả còn tức giận vì ngôi sao truyền hình dùng đồ giả nhưng lại thể hiện như tất cả trang phục của mình đều là hàng hiệu và có giá trị cao. Trước làn sóng tranh cãi ngày càng nở rộ, em gái châu Á đã công khai lên tiếng xin lỗi và thừa nhận mọi sai lầm của mình. Kim Hyun Jung được biết đến là một trong những người có thân hình đẹp nhất trên đảo địa ngục, Kim Hyun Jung khiến các fan nữ không khỏi xao xuyến với hình tượng nam tính và mạnh mẽ. Tuy nhiên, tương tự như người bạn đồng hành Song Jia, Kim Hyun Jung nhanh chóng bị cư dân mạng vạch trần những mặt trái của mình. Theo đó, sau khi bê bối của Song Jia nổ ra, nam thần địa ngục độc thân đã hủy theo dõi cô nàng trên các trang mạng xã hội. Mặc dù cả hai đã ghép đôi thành công trong chương trình, không chỉ vậy, Kim Hyun Jung còn dính phải cáo buộc lạm dụng steroid để tăng cơ và duy trì hình thể. Phản hồi về vấn đề trên, Hyun Jung nhanh chóng phủ nhận mọi tin đồn và tuyên bố sẽ thực hiện các hành động pháp lý đối với những bình luận ác ý. Shin Ji-yeon là thí sinh nổi bật của địa ngục độc thân. Shin Ji-yeon khiến người xem phải choáng váng khi mặc một chiếc áo tay dài ôm sát cơ thể, phối cùng quần legging tối màu. Nhờ đó, người đẹp 24 tuổi khéo léo khoe trọn đường cong gợi cảm của mình. Song Ji-yeon nhanh chóng bị khán giả nghi ngờ đã sử dụng miếng dán nâng hông để làm tăng kỳ lệ cơ thể và giúp vóc dáng trở nên đẫy đà hơn. Sau đó trên kênh YouTube của mình, mỹ nhân Hàn đã kiên quyết phủ nhận mọi nghi vấn và khẳng định vùng hông gợi cảm của mình là hoàn toàn tự nhiên. Choi Si-hun, với vẻ ngoài điển trai ấm áp, Choi Si-hun hiện là diễn viên người mẫu và là một chủ thương hiệu thời trang tại xứ Củ Sâm. Tuy nhiên, tương tự các thí sinh nêu trên, Choi Si-hun cũng không tránh khỏi những ồn ào xoay quanh đời tư của mình. Anh vướng vào tin đồn làm trai bao trong các quán bar và thường xuyên qua lại với những khách hàng giàu có. Đáp trả vấn đề trên, nhà sản xuất địa ngục độc thân Kim Ji-won tuyên bố rằng tất cả các thành viên của chương trình đều đã trải qua quá trình xác minh đầy đủ, vì vậy khán giả không cần phải lo lắng.